Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 7 2019 thì chúng ta lại vào tiếp chương trình thứ hai của ngày hôm nay. Đó là việc về chiếc xe VinFast Fadi khi bắt đầu những cái người mua phản ánh về những cái lỗi mà chiếc xe này đã bắt gặp khi họ nhận xe. Đó là việc chảy dầu hoặc là chiếc xe bị quên lắp những cái chắn ốp chắn bùn ở trong lốp ô tô, hoặc là cái tay lái của chiếc xe này là rất nhanh hỏng, nhanh bị sờn. Đấy là cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ ngày hôm nay thêm với các bạn, để các bạn biết những cái người mà đã mua, đang mua và sẽ mua chiếc xe VinFast của dòng VinFast thì phải để ý và lưu tâm đến những cái chất lượng của chiếc xe này, bởi vì nó đã được bắt đầu được người dân, những cái người mua xe phản ánh. Cụ thể như ngày hôm nay, cụ thể như ngày hôm qua chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn Đức Bình. Bạn Đức Bình đã chia sẻ là xe em có hiện tượng bị chảy dầu. Đây các bạn xem, đây là chia sẻ của bạn Đức Bình mà chúng tôi cũng đã in ra đây để cho để chuyển đến các bạn cùng xem là xe em có hiện tượng bị chảy dầu thì phải thế nào các bác. Em sẽ cho đi kiểm tra, nhưng cứ lên hỏi ý kiến các bác trước. Đây là một chiếc xe của một người chủ có biển số 99A. Đây là biển số của xe của Bắc, theo như tôi biết thì đây là xe của Bắc Ninh. Tại Bắc Ninh thì họ đã mua chiếc xe VinFast Fadi này, và bây giờ thì họ lại bị chảy dầu. Và cái hình ảnh chảy dầu rất rõ, các bạn hãy nhìn rõ là cái vết dầu ở dưới đó, ở dưới gầm xe đó, nó chảy nó nhỏ giọt ra rồi. Đấy, mà một chiếc xe mới như vậy, mới đưa vào sử dụng như vậy mà đã bị chảy dầu, mà không phải chỉ là người đầu tiên mà những người trước đã bị rồi. Và đây là chiếc xe phải nói là đưa lên mạng truyền thông là chiếc xe thứ hai đã bị chảy dầu, thì đấy là cái điều hết sức nghiêm trọng. Bởi vì chiếc xe này không ai đi mua một chiếc xe mới sản xuất mà dường như là nó, những cái máy móc lắp ở trong chiếc xe này nó đã không khít, không chắc chắn, cho nên mới dẫn đến hiện tượng chảy dầu ra ngoài như vậy. Và đây là hình ảnh xin phép chia sẻ với các bạn của bạn Đức Dinh. Họ đã chia sẻ vào trong nhóm là hội VinFast Fadi Việt Nam. Tất nhiên là nhóm này đây là một nhóm kín, và nhóm kín thì không thể, chúng ta không thể ai cũng thể vào xem được, nhưng mà chúng tôi cũng có những cái thông tin mà những cái người trong nhóm kín đó họ đã chuyển ra ngoài để chúng tôi cùng bình luận và chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Đấy, các bạn xem chiếc xe đã bị thứ hai đã bị chảy dầu. Đấy, là của bạn Đức Định chia sẻ. Dạ vâng. Và với những trường hợp xe chảy dầu như vậy thì các bạn phải biết rằng là những cái người mà đại diện quyền lợi cho người dân, tức là hội người tiêu dùng, hiệp hội người tiêu dùng, hoặc là các đại biểu quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có trách nhiệm quan tâm đến chất lượng cuộc sống, đến an toàn của những cái người dân sống ở nước đó. Và với cái vấn đề trung thực của thông tin đưa ra cũng phải quan tâm. Thì tôi đang đứng ở đây, phía sau lưng chúng tôi thì các bạn thấy rằng đây là cái biển báo là Deutsche Bundestag, tức là đây là tòa nhà của Quốc hội Đức. Đây, ngay trước cửa đây cái hình có đại bàng ở trên cao, các bạn cũng thấy. Còn bên cạnh đây các bạn thấy là cái dãy xe này, những cái chiếc xe này là những chiếc xe chuyên dụng, tức là ở nhà nó gọi là xe chuyên dụng để chở những cái chính trị gia. Lát nữa họ họp xong thì họ sẽ đến đây, và đây là những xe của phục vụ Quốc hội Đức. Đấy, thì các xe đều là có thể là BMW rồi là Audi, Mercedes, đại khái thế mà. Đấy các bạn thấy. Và những cái đại biểu Quốc hội này họ phải có trách nhiệm, ở Đức họ phải có trách nhiệm là phản ánh và xem xét những cái yêu cầu của người dân, tức là những cái người mà đã bầu họ lên, để đưa vào làm sao chính sách nó phù hợp nhất để phục vụ người dân. Thế nhưng mà cái việc đó thì hiện nay cho đến thời điểm này thì chúng ta chưa thấy các đại biểu Quốc hội của Việt Nam lên tiếng, chưa thấy các cơ quan của Việt Nam, đăng kiểm Việt Nam lên tiếng vì chất lượng của một chiếc xe VinFast Fadi khi ra đời một cách rất vội vàng như vậy. Nó đã bị thiếu thốn nhiều thứ phụ tùng, mà trong cái lần trước thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với các bạn để các bạn được biết rằng là nó đã trục trặc ra sao. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng đã cho người đến một cái xưởng bán ô tô, một cái nhà bán ô tô ở Hà Nội để chụp thêm những cái hình ảnh mới về chiếc xe này, về cái lỗi của những chiếc xe này, để cho các bạn cùng biết và những người đang mua, đã mua và sẽ mua biết về lỗi của chiếc xe này. Đây, mời các bạn xem những cái thông tin mà đã chụp được. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy. Đây, hình ảnh rất rõ ràng. Đấy. Đấy, tôi để sát đấy cho các bạn biết là cái hình ảnh như vậy. Đây là chiếc lốp xe, đây là hai cái lốp xe phía sau, một trong hai cái lốp xe phía sau, và phần điện đấy, ở lốp xe ở gắn ở bên cạnh là nó bị dơ ra ngoài. Tức là sao? Tức là theo những cái miêu tả của cái người mà chúng tôi đã gửi đến hãng bán xe ô tô VinFast, là một cái đại lý của Chevrolet ở Hà Nội, thì cái người đại lý này nói rằng là cái lớp lót bên trong ấy, cái lót chắn bùn ở bên trong của hai lốp phía sau ấy thì không có. Tức là họ nhận tất cả các xe về dường như là không có.
mà không có cái lưới đó, mà chỉ có chắn bùn phía trước thôi. Thế là họ quên mất cái chắn bùn phía sau. Đây, đấy, đây, quên mất chắn bùn phía sau. Như vậy là nếu mà những ai đặt mua hoặc đã mua những chiếc xe này thì phải đợi khá lâu thì mới có thể để nhà sản xuất mới có thể có được cái chắn bùn này. Thì đây là hình ảnh mà những chiếc xe mới tinh và để cho khách hàng đi thử. Thì các bạn thấy có những cái vết đi thử ở đây thì đã xem thì đều không có chắn bùn, bọc chắn bùn phía sau của chiếc xe này, và những cái phần điện của chiếc xe này đã bị thò ra như ngoài như thế này. Thì khi mà chiếc xe lưu thông ở trên những cái đường ở Việt Nam, các bạn biết là đường lầy, đường bụi, đường bẩn, và thì những cái chất bẩn đó nó sẽ lao vào, nó bám vào tất cả những khe, những kẽ như thế này, và nó bọc kín tất cả phần điện lại. Và tất nhiên là những cái thứ mà để điện ở trong này khi mà bị nước vào, bị tất cả những cái bẩn nó bám vào ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến cái an toàn của người đi xe. Bởi vì đây là những phần điện để nó điều khiển đèn, điều khiển nhiều cái vấn đề khác ở trong cái xe đó, mà nó đã bị bám đất, bám bẩn vào, thậm chí là có thể những cái hòn đá nó văng lên, nó bám vào, nó hỏng, nó đứt cái dây điện này đi, sẽ đứt dây điện này đi. Thì như vậy là các bạn tự nhiên là không có tín hiệu nữa, và rất nguy hiểm. Phanh, đèn phanh mà không hoạt động được do cái đó, hoặc là khi phanh mà đèn nó không đỏ lên thì cái người đằng sau đi cũng không biết được là xe trước dừng, là cứ thế đâm vào đít nhau. Đấy, thì đấy là rất nguy hiểm. Ngoài ra cái chuyện mà bùn đất bắn vào trong xe thì nó trong những video trước chúng tôi đã chia sẻ, nó sẽ làm cho những cái phụ tùng trong xe cực kỳ nhanh hỏng, bào mòn và chóng hỏng, cũng như là những cái lỗi mà còn bất ngờ tiếp nữa mà chúng ta chưa thể biết được, phải đợi một thời gian nữa thì mới biết được. Tức là qua những cái người dùng ấy, thì người ta sẽ dần dần đưa ra những cái lỗi của cái chiếc xe này, bởi vì nó được đưa ra bán quá vội vàng, dường như là để làm chính trị, để làm quảng cáo là chính chứ không phải để phục vụ người tiêu dùng. Nhưng mà giá nó không hề rẻ, tức là giá khởi điểm có thể là 400 triệu nhưng mà để đi được gọi là được thì cũng phải 500 triệu đồng Việt Nam, tương đương với khoảng 20.000 đô la, thì một chiếc xe quá đắt là như vậy. Đây là cái xe mà hiện nay vẫn được bán ở trong nước, không có chắn bùn phía sau, tức là của hai lốp phía sau đây là chắn bọc bùn đấy. Và đây là hình ảnh thêm nữa mà chúng tôi chụp ở trong cái khoang xe đó, là cũng không hề có, các bạn thấy không hề có cái chắn, mà dơ ra toàn là cái lớp mà sắt được thế thôi, không có cái chắn bùn bằng cao su hay bằng nhựa gì cả. Thì cái này là rất nghiêm trọng và nguy hiểm, và cái lỗi là lỗi rất cơ bản của những người sản xuất ô tô đấy. Thì đúng là khi mà sản xuất mì tôm thì nó dễ hơn rất nhiều khi mà sản xuất một chiếc ô tô, bởi vì trong chiếc ô tô thì có hàng chục nghìn bộ phận khác nhau, rồi những cái mối liên hệ với nhau rất lớn, cho nên là những cái đó là những cái người mà làm mì tôm mà đi sản xuất ô tô thì rất là khó cạnh tranh với cả các hãng xe trong nước và đồng thời các xe xuất khẩu. Đây các bạn đã xem một lần nữa, đây là phía sau của chắn bùn phía sau của hai lốp, đây cũng lại dơ sắt ra, sắt cứ dơ ra thế này là bùn đất là bắn thoải mái, không cần bọc gì hết. Và cái điều này là rất nguy hiểm cho những chiếc xe lưu thông, và nó sẽ phá rất nhanh những cái bộ phận khác của xe khi mà bùn đất nó lao vào những chỗ đó. Đấy các bạn thấy, đây là hình ảnh chúng tôi đã chụp được trong một cái hãng bán ô tô Chevrolet, là đại lý của VinFast hiện nay ở Hà Nội. Và đây là hình ảnh mới nhất mà chúng tôi thu nhận được. Đây, xe đấy, tức là không ai sản xuất chiếc xe như này cả. Và với hình ảnh này thì chúng tôi cũng đã đưa cho những chuyên gia Đức ở bên này, thì họ lắc đầu luôn và họ nói rằng là không ai sản xuất và bán chiếc xe mà tệ như này cả. Và thông thường nếu mà hãng nào bán như vậy thì họ được phải thu hồi ngay lập tức, không được phép bán tiếp những chiếc xe mà chưa được thử độc lập, chưa được kiểm tra chất lượng như thế này, còn thiếu của phụ tùng khi lắp đưa ra bán, không thiếu những cái cơ bản nhất là cũng thiếu luôn. Đấy, thế dường như là những cái kỹ sư, những chuyên gia mà VinFast trước đây đã quảng cáo, quảng bá, thuê để làm việc cho VinFast, họ không làm việc mà họ chỉ thuê để lấy giấy tờ. Phải chăng họ thuê để lấy giấy tờ ấy không? Để quảng cáo thôi, chứ còn không làm việc. Rồi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến quảng cáo thì lại quảng cáo chiếc xe như thế này. Thì quả thật là ông ta cũng có vấn đề về trí tuệ. Bởi vì là chỉ có vấn đề về trí tuệ thì mới có thể đi quảng cáo những chiếc xe tệ hại như thế này cho người dân. Đấy, nhưng người dân thì không thể đi những chiếc xe như thế này được. Bởi đi như thế này là vừa mất tiền, vừa mang tật và vừa có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào cho cả bản thân mình cũng như gia đình mình ngồi những chiếc xe như vậy và những người đi lưu thông trên con đường đó. Đây cái bằng chứng rất rõ ràng là chúng tôi đã cho người chụp, thì các bạn thấy đây chiếc xe mà chúng tôi chụp đây của VinFast, đây mức tiêu thụ nhiên liệu này, rồi tất cả mọi cái hình ảnh mà chúng tôi đã đến tận cái hãng bán xe đó tại Hà Nội để chúng tôi chụp để phục vụ các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay. Đấy, rất rõ ràng là chiếc xe VinFast Fadi, số máy rồi thế nọ thế kia này, đấy đầy đủ hết đấy. Và một cái lỗi nữa cũng rất sơ đẳng, và phải nói là về cái chất lượng thì cũng phải xem xét lại rất kỹ, bởi vì là
cái lỗi này lại nằm ở tay lái, vô lăng tay lái. Các bạn thấy như những chiếc xe như thế này, họ khi mà đưa ra thị trường họ bán, họ phải kiểm định rất cẩn thận. Ngoài cái hãng chính thức là sản xuất ra họ kiểm định, thì họ còn phải đưa ra những cái hãng kiểm định độc lập, thí dụ như là Euro NCAP hoặc là những cái hãng khác, để họ cho va chạm, họ cho thử đi vào nước mưa hay là đi vào trời nắng, hoặc vào khu vào cát, hoặc là lên dốc, hoặc là đường cua, đường trơn, đủ các loại địa hình thì mới có thể bán ra. Đấy, thì những chiếc xe như thế này các bạn thấy. Đấy. Thế nhưng mà chiếc xe VinFast Fadi thì là hoàn toàn là không có được đưa ra thử nghiệm, cho đến thời điểm này là không được đưa ra Euro NCAP được thử nghiệm như là báo chí trong nước đã đưa, cũng như là tờ báo Dân Trí trong nước đã nói rằng là VinFast Fadi cũng không được đưa ra thử nghiệm tại Asia NCAP. Như vậy là hoàn toàn là những cái người mua phải tự lĩnh cái trách nhiệm là thử nghiệm cho hãng ô tô VinFast mà thôi. Khi nào họ bị tai nạn, bị thương tật, hoặc là bị cháy nổ, hoặc là bị thiệt hại tài chính, thiệt hại về mọi cái điều kiện khác nhau, thì lúc đấy là VinFast sẽ thống kê những cái tai nạn của các bạn, thống kê những cái người chết, người Việt Nam đã chết, để họ tiếp tục có thể cải tiến chiếc xe. Nhưng mà như vậy thì quá dã man, bởi vì là chiếc xe mà lại không dùng những cái hình nhân thế mạng khác, tức là bằng nhựa, để thử trong những cái hãng xưởng mà có cái điều đủ điều kiện test thử đó, mà lại dùng chính người thật, tức là con người Việt Nam, những cái người phụ nữ, những người cha, người chồng, người ông, các bà và các cháu nhỏ ngồi những chiếc xe đó, sẽ là cái vật thử nghiệm cho VinFast, để khi đâm va chạm thì họ phát hiện ra cái lỗi để họ sửa chữa xe. Thì đấy, cái điều đó là rất nguy hiểm và coi thường tính mạng của người dân. Thì chính vì những cái dấu hiệu nghiêm trọng đó, thì có lẽ là đáng nhẽ ra thì Quốc hội Việt Nam phải có cái bộ phận để theo dõi cái việc này. Và như Quốc hội Đức ở đây, các bạn thấy tôi đang đứng ở trước Quốc hội Đức, thì họ sẽ lập tức là có cái yêu cầu ngay đối với cả những cái cơ quan đăng kiểm của Đức, hoặc là họ có cái tiếng nói độc lập riêng, họ lên án ngay lập tức. Nhưng ở Việt Nam thì không thấy lên án cái điều đó, và cứ để người dân Việt Nam là ngồi trên chiếc xe đi thử đó, để lao vào đâu thì lao, hoặc là chết thế nào thì chết, hoặc là cháy thế nào thì cháy, thế sau đó rồi tính sau, hoặc là có thể họ bồi thường cho mỗi cái mạng người như vậy khoảng một vài trăm triệu đồng Việt Nam. Đấy, thì đấy là cái rất rẻ mạt, thì cái điều đó là không thể chấp nhận được với một cái nền dân chủ và văn minh ở những cái nước bình thường. Đấy, thì cái thông tin đấy. Và đây tôi xin đưa các bạn thông tin là đây là chiếc vô lăng của chiếc xe VinFast Fadi, và vừa được người tiêu dùng đưa lên mạng xã hội để họ chia sẻ là chiếc xe vô lăng này đã vừa mua về mới chạy một số km rất ít đã lại lỗi rồi, lỗi vô lăng luôn. Đấy. Đấy, lỗi vô lăng các bạn thấy không? Lỗi vô lăng ở chỗ nào là vết xước. Đấy, xước nhựa, xước ngay. Đấy. Thế mà vết xước như thế này á, đây. Đấy, thì đằng sau để tôi phóng to cho các bạn xem cái hình ảnh đây rồi. Đây. Đây là vết xước to này, đây. Đấy, đây là cái vô lăng nhá. Cái vô lăng này. Thì đây là cái vết xước này. Tức là dường như là đây là cái nhựa này rất dởm, rất rẻ tiền. Đấy, rất rẻ tiền là đang được sử dụng để sản xuất cái vô lăng này của xe VinFast. Và chắc chắn là trong chiếc xe này còn rất nhiều những bộ phận được sử dụng cái loại nhựa như thế này, hoặc là được mạ, hoặc là sơn như thế này. Nó rất là sơ sài, các bạn thấy không? Nó giống như hàng mã đấy. Tức là khi vừa động tay ở đấy như này, nó đã xước, nó bung hết cả sơn ra rồi như này. Thế thì không hiểu là một chiếc xe mới đi được thời gian rất ngắn mà giống như là những cái chiếc xe khác ở Đức đây, chắc họ phải đi được khoảng vài trăm nghìn km rồi, hoặc là đi được hàng mấy chục năm rồi thì nó mới mòn như thế này được. Chứ còn xe VinFast thì vừa sờ vào đã thấy bung ra thế này. Đấy. Đấy, thì rất là tệ. Thì đây là một chiếc xe của một cái bạn ở trong cái diễn đàn VinFast Fadi đã chia sẻ cho mọi người biết. Tuy nhiên diễn đàn đó là diễn đàn kín, cho nên các bạn không thể biết được đầy đủ thông tin, thì chúng tôi đã đưa thông tin này ra. Đây là cái vô lăng của chiếc xe VinFast Fadi đã bung nhựa, bung màu rồi, chóc rồi. Đấy, thì nó rất rẻ tiền. Thì cũng có nhiều người nói và nghi ngờ rằng hay là cái VinFast này họ đã nhập đặt rất nhiều những cái phụ tùng chưa chắc đã phải của Đức, mà cũng chưa chắc đã phải của Mỹ hoặc của Nam Triều Tiên, bởi vì nó không tệ như thế mà có thể là của Trung Quốc, thậm chí là Trung Quốc mà lại Trung Quốc kém chất lượng cho nó rẻ. Chính vì vậy mà các bạn thấy vừa sử dụng cái nó đã bong xước luôn cả tay lái luôn, tức là ở đây đấy rất rõ. Thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ những cái hình ảnh này ở trong cái video clip này để các bạn tự kiểm chứng là cái chất lượng xe VinFast ra làm sao. Và đương nhiên là khi những người chủ xe đó thông báo cái việc mà chiếc xe đã bị lỗi tiếp ở tay lái, thì hãng xe VinFast đã phải cho công nhân đến để thay một cái tay lái khác, tức là họ mang một tay lái khác đến họ thay. Đấy, thì đây là hình ảnh mà tôi chia sẻ tiếp với các bạn, là hình ảnh tay lái đã được thay, được người của công ty VinFast đến thay. Đấy, các bạn thấy. Đấy, họ đến, họ mở, họ ngồi tại chỗ luôn, họ vặn ra, họ thay tay lái mới cho cái người chủ xe này. Đấy, mà không biết là chiếc tay lái mới đấy nó có tốt hay không, hay một thời gian nữa thì nó lại cũng bung như vậy. Bởi vì thường những cái lỗi như vậy là lỗi hàng loạt,
mà lỗi hàng loạt thì không thể sửa chữa theo kiểu mà thay thế này được. Có khi chỉ thay một thời gian này, đi khoảng dăm chục cây số nữa rồi nó lại bong ra, nó lại xước ra, đấy lại như cũ, rồi lại đi thay hay sao. Thì đây phải nói là cái bằng chứng nói rằng là chiếc xe VinFast Fadi này không được kiểm định độc lập và không được thử test cẩn thận. Cho nên là người dân Việt Nam trở thành những con chuột thí nghiệm, những cái người mua hàng trở thành những con chuột thí nghiệm. Và tất nhiên là những cái người mà mua những chiếc xe như vậy thì rất nhiều người đã nghe theo lời ông Nguyễn Xuân Phúc, nghe theo lời ông Nguyễn Phú Trọng đã mua chiếc xe này, và bởi vì họ cho rằng là niềm tự hào Việt Nam. Thì bây giờ niềm tự hào Việt Nam thì hỏng hết chỗ nọ, hỏng chỗ kia, thậm chí chảy dầu cả máy nữa, thì đấy là cái lỗi cực kỳ lớn, cực kỳ nặng. Lỗi đấy coi như có cái lỗi đấy khi mà mới xảy ra và đối với chiếc xe mới thì coi như có thể vứt cái chiếc xe luôn được rồi, đấy, không thể đi được, bởi vì nó bất cứ lúc nào nó có thể xảy ra cháy nổ và làm cho cái gây rất tai nạn rất lớn ở trong nước. Đây là hình ảnh mà nhân viên của công ty VinFast phải đến thay vô lăng cho một cái người vừa mới mua xe này, bởi vì nó đã bị bong trước, chảy xước ngay lập tức rồi, mới đi được mấy chục cây đấy các bạn xem đấy. Và thêm một cái lỗi nữa là các bạn biết rằng có một cái lỗi nữa, đó là lỗi mà một cái người cũng vừa chia sẻ, bạn Lê Ngọc Tuyến đã chia sẻ là trên cái xe này là các cụ nghĩ đây hình ảnh là các bạn Lê Ngọc Tuyến đã chia sẻ, tôi xin về cái capo, tức là cái nắp capo của cái chiếc xe VinFast Fadi này lại tiếp tục họ thấy phát hiện ra là có cái lỗi đấy, cái nắp capo mở đây này màu nâu các bạn thấy không đấy. Họ nói rằng các cụ nghĩ sao, các bạn Lê Ngọc Tuyến chia sẻ trong hội VinFast Fadi Việt Nam thì có viết rằng là các cụ nghĩ sao nếu trẻ bị bỏng tay vì cái capo này, cứ nói xe cỡ nhỏ không có vậy, mấy cái lỗ ở đó chờ làm gì chấm hỏi 1.4 đấy các cụ. Trước anh lái con xe cỏ 1.5 từ đời nhà Tống còn có cái lắp mút chống nhiệt trên capo không có nhỉ, xin các cụ cho ý kiến. Tức là cái anh tên là anh Lê Ngọc Tuyến này, anh đã chia sẻ trên cái trang Facebook này chuyên về dòng xe Fadi, về cái thắc mắc của anh ta là tại sao ở trên nóc capo này lại không có cái lớp cách nhiệt hoặc là chống ồn cho máy như những chiếc xe khác. Thì đây là một bằng chứng tiếp nữa, thì các bạn hãy mở cái nắp xe của mình ra, nhất là những xe ở châu Âu về thì bao giờ nó có cái lớp cách nhiệt hoặc lớp chống ồn nó dán ở trong cái nắp capo này, chứ không phải xe khi nổ máy nó đi thì rất ồn, hoặc là để trong nhà nổ máy chạy rất ồn lắm đấy, thì xe VinFast Fadi là cũng không có luôn đấy. Thì bây giờ là nếu mà các bạn mà muốn mua xe này thì phải ra ngoài chợ rời tìm mua thêm cái loại cái tấm này nữa để lót vào đấy. Thì đấy là cái điều mà chứng minh rằng là cái việc mà xe VinFast Fadi là cái công ty VinFast là làm ăn và không test thử cẩn thận, cho nên dẫn đến việc mà thiếu phụ tùng lung tung cả, thiếu nghiêm trọng, thiếu trầm trọng, thiếu từ, rồi những cái chắn bùn thì nghiêm trọng nhất là đến là chảy dầu máy, rồi là theo như họ nói là còn chảy nước nóng đã chảy ra nữa. Và bây giờ lại đến lúc là thiếu cả cái tấm cách nhiệt hoặc là tấm chống ồn của trên nắp capo xe, bởi vì những cái người mà họ sử dụng xe này họ nói rõ là nếu mà xe này đi nổ máy bởi vì 1.4 mà nó nóng quá, nếu mà những cái người trẻ con nhiều khi nó bám và chạm tay vào cái nắp capo không có tấm cách nhiệt kia thì có thể là bỏng tay luôn đấy. Thì họ cũng nói rằng trong cái comment ngay dưới này thì họ cũng nói rằng là đấy là một cái lỗi mà rất nghiêm trọng đối với chiếc xe mà VinFast đã phát hành trong thời gian vừa qua, và những cái lỗi này rất khó sửa, bởi vì là với cái chiếc máy xe 1.4 ấy, thì nguyên thủy của nó ấy, thì những xe này là máy của nó là chỉ có 1.0, bởi vì là nó làm cho bởi vì xe lưu thông trong thành phố với tốc độ nhỏ, nhất là Việt Nam thì nó hay tùn tắc, thì không cần thiết phải 1.4, vừa tốn xăng vừa ô nhiễm môi trường mà lại nó tạo sinh nhiệt rất lớn và những cái phụ tùng kèm theo là nó phải có. Thế nhưng mà dường như là xe hãng VinFast này họ đã sản xuất, họ đã lắp ráp hoặc là họ bán thế nào đó rất nhanh để ra thị trường, miễn là bán xe đấy, cho nên họ không cần biết là xe là bị chảy dầu này, xe bị nóng chảy nước này, rồi phun bục cái nước làm mát này, rồi xe bị không có tấm lót cách nhiệt hoặc là tấm chống ồn ở trên nắp capo xe, hoặc là ngay cả những cái cơ bản căn bản nhất là cái việc là chắn bùn ở lốp xe phía sau như thế này, lốp xe phía sau như thế này thì là cũng không có nốt. Thế thì đấy là cái tệ, rất tệ hại rồi. Thì đấy cái điều đó mà rất nhiều người đã chia sẻ trong cái thời gian vừa qua. Và thêm một cái thông tin nữa mà những cái người đã mua chiếc xe này họ lưu hành, họ nói rằng là chiếc xe này là tiêu thụ xăng khá lớn, tức là có người nói là tiêu thụ xăng tốn xăng, xe rất tốn xăng. Đấy. Đấy, các bạn xem đây là cái chia sẻ của một cái bạn tên là Lương Tuyết đấy. Lương Tuyết Tuyết đấy đã chia sẻ trên cái diễn đàn của VinFast Fadi, họ nói rằng là với chiếc xe này á, thì có nhiều người đánh giá và comment tha vào là xe tốn xăng, rất tốn xăng. Đấy, 1.4 tốn xăng lắm. Mà các bạn biết rằng là tốn xăng ấy thì là
đối với những chiếc xe mà tốn xăng thì không thể sử dụng cho những cái mục đích xe hạng nhỏ, như ví dụ chạy taxi hoặc là chạy chở khách hoặc là những cái việc khác. Thì nếu mà xe tốn xăng thì nó sẽ làm tăng cái giá thành cho cái vật chuyên chở đó, và cái người mà lái xe hoặc sử dụng chiếc xe đó thì có thể sẽ bị gần như làm việc là không có lương, bởi vì họ phải trả rất nhiều tiền cho tiền xăng. Đấy là cái lỗi mà những cái người sử dụng xe họ đã phát biểu ra cái chuyện đó. Đấy là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp. Cái thông tin mà chúng rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình lần thứ hai, phần 2 của chúng tôi ngày hôm nay 19 tháng 7 năm 2019 về việc chiếc xe VinFast Fadi, một dòng xe cỏ. Tại sao phải nói là xe cỏ? Bởi vì với những chiếc xe mà nó không được kiểm định hoặc là nó thiếu thốn phụ tùng và nó chạy để mà đề chỉ là mà chạy trên đường thôi, thì đấy đúng là một chiếc xe cỏ, tức là có thể có hoặc có thể không, và nó có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào cho người sử dụng. Thì chúng tôi đã chia sẻ rất kỹ cái thông tin này, và tất cả những cái comment hoặc là những cái thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ một lát nữa thì tôi cũng sẽ chia sẻ ngay trên Facebook của chúng tôi để cho các bạn thêm cái bằng chứng tự kiểm định những cái thông tin này một cách độc lập. Việc chiếc xe là đã có những cái lỗi rất là nghiêm trọng và trong thời gian vừa qua, và cũng qua thông qua những chương trình này, chúng tôi mong muốn rằng những cái nhà sản xuất như công ty VinFast, như ông Phạm Nhật Vượng, hãy xem xét một hết sức thấu đáo và hãy kiểm tra một cách nghiêm túc cái chất lượng xe của mình trước khi xuất xưởng, trước khi giao cho người sử dụng, để tránh gặp phải những tai nạn thảm khốc mà ở Việt Nam các bạn đã biết, ở đường cao Việt Nam thì rất xảy ra rất nhiều những cái tai nạn hàng ngày và cướp đi rất nhiều sinh mạng của người dân Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy comment và để lại những nhận xét vào ngay dưới cái livestream này của chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin mà các bạn mong muốn trong thời gian tới. Và hãy bấm nút theo dõi Lê Trung Khoa, Facebook Lê Trung Khoa, Facebook của Thời báo và YouTube của Thời báo để được biết thông tin mới nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, và đây là tòa nhà Quốc hội của Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn.